Hello, xin chào các đồng chí và anh chị em các bạn thân thương của Lợi Minh. Cảm ơn anh chị em các bạn đã ủng hộ Lợi Minh trong suốt thời gian qua, rất là vui. Sự ủng hộ của anh chị em các bạn là niềm vui, là sự khích lệ cho Lợi Minh trong cái công cuộc chiến đấu gọi là chống lại lũ bao que ô hợp, những thành phần chống phá sự bình yên của quê hương đất nước. Trong cuộc chiến nào nó cũng phải có một trả một cái giá của nó. Trong cái bất cứ cái con đường chính trị nào cũng vậy, nó luôn gặp những cái sự trắc trở. Dù vậy mình không phải vì lý do đó mà mình nản lòng. Đối với Lợi Minh là quê hương, là chùm khế ngọt đất nước Việt Nam, là trên là những gì mà Lợi Minh rất là yêu quý. Phải nói là xa quê hương rồi mình mới thấy được những gì mà đất nước đang đổi mới ngày hôm nay. Cho nên cái cuộc chiến không gian mạng đầy những sự cam go, đầy những cám dỗ, đầy những thử thách, nhưng chúng ta, bản thân Lợi Minh sẽ luôn luôn phấn đấu và vượt lên, và nhất định sẽ không để những người anh em cũng như các bạn thất vọng về Lợi Minh. Lợi Minh sẽ cố gắng giữ vững niềm tin và giữ vững tinh thần luôn chiến đấu. Phải nói là Lợi Minh rất là cảm động khi thấy anh chị em các bạn ủng hộ Lợi Minh, các bạn cho Lợi Minh những cái sự khích lệ, không biết mệt mỏi và không biết sờn lòng, cảm thấy rất là an ủi và vui. Các bạn tuy rằng anh em chúng ta cách nhau cả một phương trời, cả nửa vòng trái đất, nhưng mà bởi vì cái tình yêu quê hương, dân tộc và tổ quốc đã làm cho anh em chúng ta có sự gắn liền với nhau, kết nối với nhau. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta, anh em chúng ta đã có mặt ở trên diễn đàn Facebook trong cái cuộc chiến không gian mạng này, để chúng ta chống lại những cái luận điệu xuyên tạc, chống phá đất nước, phá hoại sự bình yên, cái công cuộc đổi mới của quê hương đất nước, nhất là cái lũ bao que ô hợp, những cái thành phần mà chúng nó đang kêu gào ngày đêm để đặng mà xuyên tạc, chống phá quê hương của mình. Thì gần đây Lợi Minh xóa rất là nhiều những cái clip ở trên Facebook. Các bạn có thể tham vào xem, thì có thể vào trong YouTube, trong ba cái kênh hiện nay, một cái kênh chỉ rất là truyền thống, truyền thông mà rất là tin tưởng, đáng tin tưởng để cập nhật. Thì tôi thấy họ cập nhật những cái clip mà Lợi Minh livestream đó, anh chị em các bạn vào trong kênh YouTube của Giải Đọc Chính Trị Tổ Quốc Trên Hết và kênh online. Có một cái kênh An Ninh Online thì Lợi Minh không biết ai là người quản trị cái kênh đó. Nhưng cái kênh đó lúc nào cũng cập nhật những cái livestream của Lợi Minh rất là nhanh và lẹ. Bởi vì Facebook, anh chị em các bạn, diễn cái vấn đề mà mạng, an ninh mạng ở bên Mỹ nó rất là siết chặt. Nó không phải như Việt Nam mình lỏng lẻo, nó không phải như vậy. Cho nên nhiều khi những cái mà livestream của Lợi Minh đó, một thời gian nó rất là nhiều lên, Lợi Minh phải xóa ở trên cái Facebook của mình để bảo vệ cái sự gọi là minh bạch, như nó rõ ràng trong cái vấn đề mà chính trị ở bên Mỹ. Các bạn biết tụi bao que xỏ lá mà nó rất là thâm độc, nhiều khi nó sử dụng những cái cuộc đấu tranh của Lợi Minh, nó có thể ghi báo cáo lên Facebook, có thể nó báo cáo lên bên chính quyền địa phương bên này, thì có thể nó đánh sập cái Facebook của Lợi Minh. Cho nên các bạn biết an ninh, vấn đề an ninh mạng của Mỹ mà nó siết chặt, ở dưới bên Mỹ nó không xài nick giả được, muốn lập một cái nick giả khác cũng rất là khó. Nó đòi hỏi cái sự verify, nó phải chứng nhận cái mail, cái địa chỉ mà email của mình nữa. Cho nên mình rất là khó, không phải như Việt Nam đâu. Cho nên các bạn hiện nay đang hưởng được một cái quyền tự do rất là tốt ở trong nước. Ở bên Mỹ, nhiều người họ tụi bao que hay những thành phần chống phá đất nước, nó nói rằng là gì, Mỹ tự do, nhân quyền,
tự do ngôn luận thế này thế nọ, nhưng nó đều có cái khuôn khổ pháp luật của nó. Không phải là muốn nói gì nói, muốn làm gì là làm đâu. Cho nên các anh chị các bạn thấy Facebook của Lợi Minh nhiều khi cũng phải, nó gọi là mình phải clean up lại, mình phải làm cho nó sạch sẽ lại. Ngay cả chính quyền địa phương của chính quyền mà của Mỹ, nó cũng sử dụng FBI rồi bên hành sự rồi. Các bạn biết về an ninh mạng của Mỹ vậy, nó cũng dự sử dụng cái Facebook và những cái mạng truyền thông ngoài xã hội đó, nó rất là chặt chẽ, chứ không phải Việt Nam mình đâu. Việt Nam mình mới bắt đầu có cái luật an ninh mạng đi, và nhiều người la trời la đất lên tại vì họ không hiểu đó. Và những cái thành phần mà chống phá đất nước, tụi nó sử dụng cái đó để đặng mà nó kích động, nó kích động cái lòng yêu nước của người dân. Cho nên anh chị em các bạn theo dõi những cái live stream của Lợi Minh thì nó nằm ở trong những cái kênh, ba cái kênh đó theo Lợi Minh biết, ba cái kênh mà ở YouTube họ phát đi rất là nhiều, để mình cùng chung tiếng nói, để đặng mà mình ủng hộ để xây dựng đất nước ngày một nó tốt đẹp hơn. Còn những chuyện mà nội bộ thì nói chung thì trong cái cuộc chiến chính trị mà lúc nào nó cũng có những cái nan đề của nó, không bao giờ nó hoàn hảo được, khó mà tránh được những cái sự xung đột trong nội bộ. Nếu mình kiềm chế được để giảm thiểu được những cái xung đột nội bộ thì càng tốt thôi. Ngày xưa bác đi tìm đường cứu nước cũng vậy. Các bạn biết, các bạn tìm hiểu về cuộc đời cách mạng của bác, trong cái con đường sự nghiệp của bác, con đường sự nghiệp bác bôn ba khắp thế giới, các bạn biết cũng phải gian chung lắm, chứ không phải là giống như các bạn mà suy nghĩ là đâu. Bởi vì tôi càng tìm hiểu về cuộc đời và cách mạng của bác, càng thương bác rất là nhiều. Các bạn biết nhiều khi bác cũng phải làm bội bàn, cũng phải đi qua xứ người, và có những lúc hết tiền phải đi xin những anh em tiền để đi mà gọi là làm cách mạng, các bạn biết. Và cũng có những lúc mà gọi là phải bị bắt và bị tù. Cái cuộc đời của những người làm cách mạng phải hy sinh như lắm, nhất là mình vì cái lợi ích của dân tộc nữa. Còn những người mà đi làm chính trị, kiểu như tôi nói đến chị nửa mùa, làm thì theo bác và đảng cũng vậy, theo nửa mùa thì không đạt được cái mục đích, cái nguyện vọng cá nhân thì họ bị gãi gánh nửa đường, rất là đáng tiếc. Các bạn thấy giống như ông Bùi Tính, bà Dương Thu Hương, họ là những người một thời gọi là rất là nổi tiếng, một thời được trọng vọng, được nhân dân Việt Nam gọi là mến mộ. Các bạn thấy chỉ vì sự hèn nhát, chỉ vì những cái mà vật chất, chủ nghĩa vật chất, nó làm cho họ mù quáng, họ sợ khi đất nước sụp đổ, khi cái khối cộng sản sụp đổ và nó domino, nó sẽ dây chuyền theo qua khối Việt Nam, thì họ chạy trước. Các bạn biết sự hèn nhát của họ, cuối cuộc đời của họ thì các bạn giờ đây thấy sao? Thấy những kẻ đó sống ở xứ người còn thua một con chó. Tôi còn nhớ, nói chung là tôi chiến đấu với cái tụi ba chống phá đất nước ở các diễn đàn mạng xã hội phải nói là 20 năm nay, chứ không phải là ít. Ngay cả cái ông mà tôi gọi là ông có cái nick, có cái tên gọi là Đức Việt, các bạn biết vào trong How Talk đó, cái ông này ngày xưa cũng theo bác và đảng, rồi đi qua Đức cũng làm bên ngành báo chí đó, truyền thông đó, trong quân đội. Qua Đức xong rồi cũng phản bội, tìm cách để đặng mà dù ở lại, rồi bắt đầu chửi bác và đảng. Ông này cũng bị tôi vạch mặt, bây giờ thì bớt rồi, bây giờ thì ông này gần như là bớt chửi rồi, tại thấm rồi. Lúc đầu thì tụi bao que xỏ lá nó phái lắm, nó phái mấy người như vậy lắm, nó lụm liền để đặng nó khai thác thông tin, để đặng mà nó xuyên tạc, nó tâng bốc lên. Giống như các bạn thấy ông Bùi Tính đâu cũng vậy, lúc đầu mà tụi bao que xỏ lá đó, truyền thông của tụi nó bắt đầu nó thấy vậy, nó nhảy vô là nó chụp là nó hốt. Có nhiều lúc ăn xong rồi nó ăn hết chanh, rồi nó dắt hết chanh, rồi nó cũng giục vỏ thôi,
thì cuối cuộc đời những người đó cũng hiu quạnh. Các bạn thấy nếu mà ông Bùi Tính ngày xưa mà ông biết, ông mà vì dân vì tổ quốc mà thực sự, thì ngày đó hôm nay ông đó là cũng là thứ dữ chứ không phải là giỡn. Chức cao, chức trọng quyền cao, đất nước ngày hôm nay đổi mới, họ muốn những người đó, họ bây giờ họ ngồi họ chắc lưỡi, họ nghĩ rằng dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng và nhà nước, Việt Nam sẽ không vượt qua những cơn bão táp, trong khi khối cộng sản Đông Âu, Bắc Âu sụp đổ. Bởi vì những cái khối cộng sản đó họ hoàn toàn khác với lại cái truyền thống của người cộng sản Việt Nam mình. Người cộng sản Việt Nam mình là người làm cách mạng vì dân tộc, đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết. Các bạn thấy nó khác. Mà những người mà họ tham sanh quý tử đó, họ tham vọng, họ ra vì những cái vật chất, họ đi làm chính trị vì vật chất, cho nên họ xa lầy, nửa đường gãy gánh, nửa đường gọi là không đạt được mục đích, bắt đầu quay qua chửi bác và đảng, quay qua nói xấu. Ngày hôm nay các bạn thấy trên mạng truyền thông cũng vậy, cũng chỉ vì những người mà đi làm chính trị, họ nghe, họ thấy, họ tưởng đâu là dễ lắm, họ bước vào. Khi họ vướng vào những cái vấn đề mà vật chất đó là họ bị vấp ngã. Bởi vì ông bà ta có câu là phú quý thì sinh lễ nghĩa, bần cùng thì sinh đạo tặc. Muốn làm chính trị có cho nó chuẩn chứ hết, ông bà mình cũng có những cái câu rất là hay: mình phải an cư thì lập nghiệp, tề gia trị quốc thì mới bình thiên hạ. Nếu còn không thì đi làm chính trị nó cũng lằn quằn lảnh quảnh, đi quay rồi vài bữa cũng bị dấp phạm vào vấn đề mà gái rú tiền bạc, rồi những cái vấn nạn, rồi bè phái, rồi chống đối lẫn nhau để đặng mà tranh giành quyền lực, cuối cùng cũng không đi đến đâu. Các bạn thấy cái cuộc cách mạng của Việt Nam mình cũng vậy, biết bao nhiêu những đảng phái ngày xưa đứng lên để đặng mà đánh Pháp, đuổi Mỹ, thống nhất đất nước đều bị tiêu diệt hết. Nhưng mà con đường cứu quốc của bác phải nói được rất là hay. Trời phú cho Việt Nam mình một con người phải nói là nhân tài như bác, rất là vĩ đại, phải nói là rất là vĩ đại. Các bạn thấy ngày hôm nay nhiều quốc gia trên thế giới họ lập tượng để đặng mà kính nhớ người anh hùng dân tộc như bác. Ngay cả những người châu Phi, người da đen, các bạn thấy họ cũng rất là kính nể bác, một con người vì chủ nghĩa dân tộc là trên hết. Các bạn thấy trong cái cuộc chiến Việt Nam mất mát, những trận đánh, khi mà bác nghe tin những người anh hùng, những người con, những người bộ đội giải phóng hy sinh, các bạn thấy một người lãnh đạo như bác rất là tuyệt vời. Bác buồn, bác khóc, bác thương, bác đi hỏi thăm. Các bạn thấy ngày hôm nay được bao nhiêu người lãnh đạo đất nước như bác vậy? Tuy vậy tôi thấy rằng với sự lãnh đạo của đất nước, đến lãnh đạo của đảng và nhà nước ta hiện nay rất là tuyệt vời. Đường lối của đảng phải nói rất là hay, chúng ta không thể nào mà nghi ngờ được. Chúng ta là những người công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta luôn tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của đảng và nhà nước. Tin tưởng, phải nói là tôi từ ngày mà tôi đi ra nước ngoài rồi, tôi tìm hiểu về bác và những cái con đường sự nghiệp của cha anh của mình, tôi thấy phải nói là rất là hãnh diện. Mình là một con người Việt Nam hãnh diện vô cùng. Thì Lợi Minh muốn chia sẻ với anh chị em các bạn như vậy. Trong cái nhiều người vào trong Facebook của như Lợi Minh thấy rằng xóa đi rất là nhiều những cái live stream. Lâu lâu thì Lợi Minh phải xóa, phải mà gọi là clean up lại cái Facebook của mình. Các bạn biết các thế lực thù địch phản động, tụi nó rất là mưu mô xảo trá, tụi nó rất là xảo quyệt.
với lại cái luật an ninh mạng ở bên Mỹ á, nó rất là khó, không phải như Việt Nam mình. Nó không phải Việt Nam mình các bạn lấy nick giả hay là thế này thế nọ để đặng mà chọc lẫn nhau hay là tìm cách mà đấu đá với nhau. Nó rất là phức tạp, nhất là khi mà mình làm chính trị nữa. Where's my wallet? Thank you, okay. Bye. Keep check inside the house now. Các bạn thấy cái cuộc chiến nào nó cũng phải trả cái giá của nó thôi. Cũng có những lúc mình buồn, con người mà. Nhưng mà thì lại mình muốn chia sẻ với anh chị em các bạn như vậy. Vấn đề Facebook nó là một cái chiến không gian mạng. Với tình hình Việt Nam mình hiện nay chưa có những cái luật an ninh mạng nó rõ ràng, cho nên những cái cuộc đấu đá nó vô cùng phức tạp. Nó phức tạp vô cùng, tại người ta có thể làm nick giả rồi tùm lum. Bên Mỹ mà làm nick giả đồ mà chơi, mà nếu mà bị report rồi là anh văng vô vách luôn á. Anh chị các bạn biết văng vô vách, tại vì mà khi mà bị report như vậy đó, cái IP address của mình đó khó mà mình lấy lại được. Có thể là bị vĩnh viễn luôn, bị đóng vĩnh viễn. Bị đóng vĩnh viễn. Cho nên là mình muốn chia sẻ với anh chị các bạn tâm tình một xíu như vậy. Vấn đề cuộc chiến không gian mạng này vô cùng phức tạp. Nhiều khi mình vừa chiến đấu với lại kẻ thù, và nhiều khi cũng phải gọi là cảnh giác với lại ngay cả người anh em kế bên cạnh nhà mình nữa, chứ không phải là đơn giản đâu anh chị em các bạn. Muốn làm một người tốt không phải là khó, là dễ, rất là khó. Làm một người mà không làm một người mà gọi là tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ thì rất là dễ, tôi nói thật. Con đường chính trị mình cứ vì công cuộc đổi mới phát triển đất nước, vì quyền lợi quốc dân tộc quốc gia, vì những cái sự bình yên của đất nước, cứ dưới ngọn cờ của tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của bác và đảng, mình cứ thẳng tiến thôi, không có gì phải sợ cả. Nếu mà đi làm chính trị mà mỗi lúc mỗi cái gì mình cũng sợ thì làm sao mình làm được. Cho nên phải kiên cường, giống như cha anh chúng ta ngày xưa, các bạn thấy phải băng rừng vượt suối, phải chịu đói chịu khổ mọi lúc mọi nơi, và cuộc chiến lâu dài và phải hy sinh nữa. Có những gia đình họ hy sinh 5 người 7 người, các bạn thấy đau lòng lắm chứ, nhưng mà phải trả giá. Thì vấn đề mà chính trị hay cuộc chiến không gian mạng ngày hôm nay nhiều lúc cũng vậy, có những lúc cũng phải đổ máu, có những lúc cũng phải hy sinh để đặng mình chiến thắng cái kẻ thù. Sự hy sinh nó trong cái thời bình nó rất là đa dạng, có thể hy sinh về tiền bạc vật chất, có nhiều khi mình cũng phải hy sinh về sinh mạng nữa. Tại vì mình chiến đấu để bảo vệ cái tổ quốc quê hương của mình. Mình chiến đấu là để bảo vệ sự chính nghĩa, chứ không phải mình chiến đấu để được người ta tôn vinh và để được mà gọi là nổi tiếng. Nếu mà được nổi tiếng thì tung hô trên Facebook này thì tôi chỉ cái suy nghĩ mình được cái gì ta. Cái được thì tôi thấy hoàn toàn tôi chẳng thấy được cái gì, hoàn toàn chẳng thấy được. Nhưng mà cái được thì tôi chỉ thấy là cái niềm vui là được,
anh chị em các bạn ủng hộ khích lệ, thì tôi thấy cái đó rất là vui, cái đó là sự ấm cúng và cái niềm tự hào của tôi. Tôi luôn tự hào là người Việt Nam. Một điều mà anh chị em các bạn nên nhớ, đừng thấy tôi nghĩ là tôi đang lái xe ở bên Mỹ là tôi là người nước ngoài. Tôi là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi có quyền và sống như tất cả anh chị em các bạn trong nước, và không ai có quyền bắt tôi không được nói cái gì về đất nước Việt Nam, quê hương của tôi. Đừng có hiểu lầm, đừng nghĩ là ai ở nước ngoài như tôi, như tôi đó là nghĩ là tôi là Việt Kiều. Tôi ghét hai cái chữ đó nhất. Đừng có gọi tôi là Việt Kiều. Tôi là người Việt Nam. Khi tôi đến đất Mỹ làm vậy, tôi sống với người Mỹ, họ dạy cho tôi rằng tôi làm cho công ty Mỹ, những người mà bạn đồng nghiệp của chúng vậy nói "You are a Vietnamese." Tôi nói "Yes sir, I am a Vietnamese." Nó dạy cho tôi. Khi mà ngày tôi lấy quốc tịch Mỹ cũng vậy, nó nói cho tôi rằng cái này chỉ là cái quốc tịch Mỹ, cái tờ giấy, nhưng mà tôi là người Việt Nam. Và các bạn đừng dán cho tôi cái chữ Việt Kiều, và đừng nghĩ rằng tôi là Việt Kiều thế này thế nọ. Tôi trở về Việt Nam cũng vậy, trong chuyến vừa rồi cũng vậy. Tôi chưa bao giờ mà lợi dụng bất cứ ai hết. Trong chuyến đi về Việt Nam của tôi cũng vậy, trong cuộc chơi với anh em cũng vậy, tôi hòa đồng và sòng phẳng. Tôi không phải như ông Nguyễn Phương Hùng, tôi với ông một trời một vực. Đừng đem tôi ra so sánh với hạng người như vậy. Đừng lấy già tiểu nhân mà đo lòng người quân tử. Tôi không phải là những hạng người như vậy. Tôi chưa bao giờ biết lợi dụng bất cứ một người nào. Nếu tôi ban cho được thì điều đó là tôi cảm thấy là niềm vui và hạnh phúc. Chứ tôi chưa bao giờ lấy của ai cả, và tôi chưa bao giờ hại của ai cả, và tôi cũng chưa bao giờ dụ dỗ bất cứ một người phụ nữ nào cả, và tôi cũng chưa bao giờ tán tỉnh ai cả. Con người của tôi rất là rõ ràng. Đừng có đem tôi mà đem tôi cái kiểu mà dọa cái tôi với cái chữ mà Việt Kiều. Đừng có đem mấy cái chuyện đó. Tôi là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nhập tịch Việt Nam hơn 10 năm nay, khoảng 10 năm nay. Và tôi là người Việt Nam. Tôi sống và đúng theo hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếng nói của tôi từ nơi hải ngoại vọng về với quê hương đất nước của tôi, để bảo vệ sự bình yên, bảo vệ quê hương tổ quốc của tôi, mà công ơn mà cha anh của tôi đã hy sinh cho tôi. Đó là cái điều mà tôi đang làm. Đừng có đem bài đặt dở trò mà dọa bất cứ ai, mà dọa Hằng Lợi Minh này. Hằng Lợi Minh này chưa bao giờ biết sợ ai. Dưới kẻ thù bao e xỏ lá, hơn 30 năm tụi nó tìm đủ mọi cách giết Hằng Lợi Minh này. Hằng Lợi Minh này còn chưa sợ. Và trong những năm, trong những tháng gần đây, tụi nó tìm mọi cách để giết Hằng Lợi Minh này. Hằng Lợi Minh này còn chưa biết sợ là gì, chưa biết khuất phục tụi nó là gì. Thì đừng có bài đặt vỡ cho mà hù dọa Hằng Lợi Minh. Đừng có vỡ trò đấy, trò đó. Tôi thật ra thì tôi đã hứa một với một người một điều là tôi sẽ không nói, nhưng mà lỡ nói thì nhiều khi tại nó buồn, nó cũng buồn trong tâm hồn của mình, cho nên mình cũng phải nói ra, là mình cũng tức mình nói ra. Chứ không phải tôi đã hứa là tôi sẽ không nói chuyện này nữa, nhưng mà nói rồi lỡ nó hứng rồi nó nói luôn. Tôi nói thật, tôi ghét nhất những ai mà hù dọa tôi. Tôi đã bị hù dọa một lần rồi, một lần thằng Ba Que, rồi một lần thằng Ngô Long dọa tôi rồi, rồi bây giờ tới ông Đổng Như Long dọa tôi nữa. Đừng có hòng, mấy người đừng có hòng. Yêu nước cái kiểu của mấy người, đừng có kiểu mà nở nửa mùa, nửa nạt nửa mùa như vậy. Không biết thì vừa cọt mà nghe, biết thì thưa thốt mà đừng có xào xào. Tại sao nhiều người đã binh thằng Ngô Long trong khi đó nó hù dọa tôi?
bắt tôi phải đưa bằng chứng. Mẹ nó, nó hù dọa tôi rõ ràng. Mẹ kiếp nó, nó dọa giết tôi, nó lấy cái nick tôi đi hùng, nó dọa giết tôi mà bảo là không có. Nó không có, tại sao tôi nói, tại sao tôi tức. Tôi có chọc gì tới ông nội cha nó đâu mà nó chửi tôi. Tôi chửi thằng John, thằng FBI giả. Thằng đó nó tối ngày nó đi theo tôi, nó xạo xạo. Rồi nó quay qua, nó tìm cách, nó dọa giết người ta. Rồi bây giờ tới ông đổ, đổ như lân nữa. Điệt mẹ. Muốn chơi thằng Lợi Minh này à. Má. Đéo sợ. Bài đặt dọa. Thằng mất dạy Ngô Long mẹ nó dọa giết người ta. Rồi vô trong live stream rồi tôi hỏi tại sao Ngô Long đòi giết Lợi Minh. Chửi người ta xong rồi xóa luôn, xóa live stream luôn. Tối ngày bắt Lợi Minh đưa lại bằng chứng. Khốn nạn. Bây giờ tới cái tên dọa đổ như đổng như lân. Bài đặt xạo xạo. Tụi mày quân khốn nạn. Đạo đức giả. Yêu nước. Yêu nước mà lên mạng lập hội cờ gì đó. Xong rồi bây giờ đòi lập cái hội gọi là tự vệ. Hôm tôi đi về Việt Nam á, tôi quay ở Tiền Giang, Mỹ Tho. Mấy anh em các bạn mà bảo vệ sự trật tự bình yên của Mỹ Tho, Tiền Giang vừa qua Lạc Hồng, tôi quay mấy anh em công an bảo vệ, mấy anh em bắt tôi lại, hỏi làm khó tôi, hỏi tại sao mà tôi quay phim như vậy. Họ làm khó tôi, họ bắt tôi vào không thẩm vấn một hồi. Tôi nói tôi quay tại vì tôi về thăm mấy anh em cờ đỏ. Họ hỏi tôi cờ đỏ là ai, tổ chức nào, người nào đứng ra tổ chức. Họ làm tôi một hơi hồi. Tôi nói tôi là Lợi Minh, tôi chống cái thành phần phản động. Họ mới kêu cái người mà chờ mà gọi là lãnh đạo xuống, mới hiểu ra biết là tôi là cái người mà gọi là yêu nước, rồi chống lại những cái tên bao que sổ lá. Họ mới cho tôi đi, họ mới nói rằng đây là người của người tốt và người của mình. Cái cả mấy người lập hội mà nhà nước còn chưa có công nhận mà đi quay hiếp thằng Lợi Minh này à, đồ bá dơ tầm xàm. Mẹ kiếp. Bài đặt dọa thằng Lợi Minh này nữa. Mày tức thật là tức. Mày tức giận cái lũ bao queo hợp một, mà tức cái đám này còn tức cái bọn hai cái tên này còn tức thiệt chứ. Mày dọa thằng Lợi Minh này. Thế mà vậy mà cũng có người binh á. Có người nghe nó nói trong cái diễn đàn của thằng Ngô Long luôn. Tối ngày mình có cái chọc gì thằng Ngô Long đâu. Tôi chỉ vạch mặt cái thằng John, cái thằng mà xảo trá đó, cái thằng mà lên mạng giờ thao túng, dùng đồng tiền để thao túng những người yêu nước trong nước. Mày nó quay ra nó hù dọa, nó chửi mình xong rồi nó còn dọa giết về Việt Nam là tao giết mày. Thế mà người nào cũng bà ép tôi là bà bảo là tôi hiểu lầm là thằng Ngô Long mà bà. Tôi phải im lặng, tôi phải câm mồm lại. Mà đòi bằng chứng đủ mọi thứ hết. Tôi có chọc cha nó đâu mà nó chửi tôi tối ngày vậy đó. Đây là lần đầu tiên tôi live stream tôi chửi cái thằng mất dạy này. Nó mà yêu nước cái gì, tối ngày nó đi chửi theo đơn hợp đồng không. Tôi nói là lúc trước mà nó kình với tôi như vậy. Có nhiều người, ngay cả tụi BHK nó kích tôi vào để đặng. Mà tôi chống nó. Mà tôi không thèm. Tôi không có phải là người phải đi theo người kia nói. Bây giờ tới cái thằng tên đổ như lân nữa. Bà mẹ. Tôi đã hứa với một người là tôi sẽ không nói rồi. Tôi tức tôi không thể nào kiềm chế được. Rất là kiềm chế. Bày đặt lên mạng yêu nước xạo xạo không tào lao cái gì. Bày đàn đó. Thằng nào không thích thì quỷ kết bạn. Đừng có mà đặt dọa thằng Lợi Minh này. Mẹ kiếp. Thằng thì dọa giết rồi giờ thằng thì dọa. Tào lao. Tụi bay đừng có hù tao.
đéo sợ thằng nào. Chơi tới nào tao chơi tới đó, tao thách tụi mày.